Bạn có nhu cầu mua Arc Liên Quân, Arc Free Fire uy tín giá rẻ, hãy đến với shoprigi.vn, shop hợp tác chính thức duy nhất với Rika Gaming. Các bạn ơi, khi đến với kênh của Rika Gaming, các bạn đừng quên ấn đăng ký kênh và bật chuông thông báo các video của mình nha. Ok, xin chào bạn đã trở lại với Rika Gaming. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với tài khoản của MT Gamer. Và MT là viết tắt của Một Tay Gamer. Và nếu như bạn nào đã từng xem kênh YouTube của anh chàng Một Tay Gaming này thì anh chàng mọi người sẽ biết là anh chàng này chỉ chơi Free Fire với một tay mà thôi. Và chơi một tay thì không phải là do là chơi trội hay là do là muốn thể hiện khả năng gì, mà đơn giản là bởi vì anh chàng Một Tay Gamer này, anh ta chỉ có thể chơi Free Fire được bằng một tay thôi. Ok, và có lẽ đây là một cái câu chuyện mà có lẽ là nó khá buồn của anh chàng MT Gamer này. Bởi vì là vì một lý do đó mà có lẽ thôi tôi cũng không tiện nêu ra ở trong cái video này để tôn trọng sự riêng tư cho một tay. Nhưng mà Một Tay Gaming anh ta chỉ có thể sử dụng đó là tay trái để chơi Gaina Free Fire. Và khi mà chúng ta chỉ có một tay để mà chơi Gaina Free Fire thì những cái chỉ số rồi cách chúng ta xây dựng nhân vật các thứ thì nó sẽ như nào thì trong video này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu nhá. Và MT Gamer hay là Một Tay Gamer chúng ta thì anh chàng này không mua thẻ vô cực quá nhiều. Anh chàng này chỉ có một số mua thẻ vô cực thôi, và trong đó thì có một số một thẻ vô cực là miễn phí. Và đến mùa này thì tôi thấy anh ta có sử dụng một cái thẻ vô cực, và anh ta có mua thẻ vô cực của mùa này. Ok, tỷ lệ giết trên chết team 4 là 3.22, một tỷ lệ rất cao. Nhưng các bạn nên biết là anh chàng này rất ít khi chơi team 4, vì Một Tay Gaming anh ta cũng nói rằng là khi mà chơi team 4 thì cái việc mà phối hợp với những đồng đội mà khi mà chỉ có một tay là cực kỳ khó luôn. Và chủ yếu thì anh chàng này chơi solo, và tỷ lệ top 10 khi mà chơi solo của anh chàng này là 54.12%, và tỷ lệ chết trên chết là 3.83. Vâng, với những người mà có đủ cả hai tay thì đây cũng là một cái nhện tổng quan cực kỳ đáng mơ ước. Tuy nhiên thì anh chàng Một Tay Gaming này anh ta chỉ sử dụng đó là một tay để có thể có được cái chỉ số nó cực kỳ ấn tượng này. Thì đây là một điều mà khiến cho mình khi mà biết được cái câu chuyện của Một Tay Gamer thì mình cảm thấy cực kỳ đáng khâm phục. Và phải nói là cực kỳ đáng khâm phục với cái anh chàng này. Đây sẽ không phải là một tài khoản mà đầu tư quá nhiều, bởi vì các bạn biết là với một người như Một Tay Gaming thì trong cuộc sống còn rất nhiều thứ phải trang trải, có rất là nhiều thứ phải vượt qua, có rất là nhiều những cái khó khăn vất vả mà chúng ta phải vượt qua ở trong cuộc sống. Và đó là lý do vì sao mà anh chàng này sẽ không thể đầu tư quá nhiều vào game được, và sẽ không thể nào mà gọi là vung tiền nạp gọi là vài chục ngàn kim cương, bởi vì các bạn biết là mỗi người trong chúng ta đều có những cái hoàn cảnh khác nhau. Thì Một Tay Gaming thì hiện tại anh ta cũng chưa thức tỉnh được nhân vật Kelly, và các bạn có thể để ý là nhân vật Kelly đã được có cái lồng tiếng rồi, và cái lồng tiếng của nhân vật Kelly và Kelly tia chớp sẽ là hai cái hoàn toàn khác nhau. Thì hôm trước mình có làm một cái video về Kelly tia chớp thì nhiều anh em cũng hỏi là cái kỹ năng Kelly và Kelly tia chớp thì có dùng chung được với nhau không, thì hoàn toàn có thể dùng chung với nhau nhé. Thì nó là một kỹ năng bị động thôi. Ở trong một cái video của Gaina thì bên Gaina có lẽ nói nhầm là cái kỹ năng của Kelly tia chớp là kỹ năng độc quyền, nhưng mà thực ra thì gắn cho các nhân vật khác đều bình thường, không vấn đề gì cả. Ok, về nhân vật thì có vẻ như anh chàng Một Tay Gaming này chỉ chơi đó là con Andrew, con Kelly cũng như là con Four thôi. Còn chủ yếu là con Andrew cũng như là con Kelly, và tôi thấy là chỉ có mỗi con Kelly là lắp skin đầy đủ. Có vẻ như anh chàng này không chơi những nhân vật khác hay chăng? Và các bạn nhìn thấy cách mà anh chàng này sử dụng kỹ năng nhá, thì cái nhân vật Kelly là nhân vật chính mà được sử dụng ấy, thì anh chàng này cũng sử dụng kỹ năng của Four. Và đây là một người mà có vẻ như anh ta rất chịu khó tank bo. Vâng, rất chịu khó tank bo nên là mới sử dụng kỹ năng của Four. Ngoài ra thì anh ta không chơi bất kỳ một cái nhân vật nào khác cả. Có lẽ là những cái nhân vật khác nó không phù hợp với lối chơi, hoặc là nó sẽ rất là khó điều khiển với anh chàng Một Tay Gaming này. Chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả, nhưng mà một điều mà tôi vẫn chưa nhắc đến từ đầu là anh chàng này có một cái gu ăn mặc rất sexy. Và ăn mặc rất sexy luôn. Chúng ta sẽ cùng nhau đến với tủ đồ để xem là Một Tay Gaming có gì trong tủ đồ của mình. Và mũ miền viễn Tây, và đây là cái mũ duy nhất đến từ thẻ vô cực ở trong cái tài khoản của anh chàng này. Đây là cái mũ nhá, không chưa nói đến mặt nạ. Đây là bộ tóc gái ngổ ngáo, bộ này thì có thể cày free ra. Đây là mũ cương thi, rồi là mũ voodoo đầu hầu gái Noel. Và chúng ta thấy là một lượng đồ phải nói là nó tương đối
khiêm tốn. Thì một tay gaming thì hiện tại anh chàng này cũng đã có cho mình, đó là khoảng 100.000 subscriber. Tôi biết đến anh chàng này khi mà được giới thiệu có một kênh khác. Ok, có cho mình bộ Nữ Thần Bạch Kim, và dường như đây cũng là một trong những số, một cái bộ hiếm hoi ở của xưởng chế tác mà xuất hiện ở trong tài khoản này. Đây là mặt nạ hành quyết, rồi đôi mắt, rồi mặt nạ sóng tinh, voodoo, rồi đồ cơ bản. Nó cái đồ nó chỉ có như vậy thôi, không phải là một lượng đồ gì nó quá nhiều cả. Đây là áo nữ hoàng Ai Cập. Thực ra thì khi mà chúng ta có một tay, mà chúng ta khi mà tôi có đủ cả hai tay rồi, tôi là một người mà gọi là cũng khá hay chơi Free Fire, thậm chí là tôi còn điều khiển khó, thì thực sự là một tay gaming thì theo những cái chia sẻ của anh chàng này ở trên kênh YouTube, thì các bạn có thể lên kênh YouTube Một Tay Gaming để subscribe ủng hộ cho anh chàng này nhá. Thì tôi cũng có xem khá nhiều video ở trên đó, và anh chàng này cũng có kể về chuyện là đã tập luyện cái game Free Fire như thế nào, và thực sự là rất là khó. Các bạn biết là một ngón tay cùng trên một bàn tay, một ngón tay thì sẽ sử dụng để di chuyển, và những ngón tay còn lại thì sẽ sử dụng để vừa bắn rồi bật ngắm rồi các kiểu vua tâm, và cũng vua tâm được MP40 như người có hai tay nha anh em nhá. Và nhìn qua một chút, anh chàng này có một số mùa lên được huyền thoại, và áo nhưng mà ở một số mùa gần đây thì lại chưa lên được huyền thoại rồi. Đây là áo hạng vàng thôi. Tôi thấy là có mùa 8 và mùa 9 là có lên huyền thoại, và hai mùa đấy có lên huyền thoại, và thực sự là với một người như Một Tay Gaming thì lên huyền thoại được là một cái điều mà nó quá kinh khủng. Và ngay cả như tôi chơi bình thường cũng chưa bao giờ lên được huyền thoại anh em ạ. Và tất nhiên là mình là một người khá là gà, nhưng mà điều đấy cũng phải để nói là Một Tay Gamer là một người chơi mà phải nói là cực kỳ nghị lực. Và cực kỳ nghị lực, và nếu như mà có một ngày nào đó, có một cơ hội nào đó, thì tôi cũng sẽ muốn gặp Một Tay Gaming ở ngoài đời để xem thực sự là bạn ý chơi một tay như thế nào, và những cái câu chuyện xoay quanh cái việc bạn ý chơi ra sao. Ngoài ra thì Một Tay Gaming thì hiện tại anh chàng này cũng chỉ chơi với cả một chiếc điện thoại tương đối nhỏ. Và một chiếc điện thoại nó chỉ rơi khoảng 4 inch thôi. Với điện thoại lớn thì khi mà chơi một tay nó sẽ khó, nhưng mà với những cái điện thoại nhỏ mà cỡ khoảng 4 inch rưỡi như là mấy cái iPhone ngày xưa ấy, thì khi mà trải nghiệm Free Fire nó sẽ lại lag. Tức là nó ở đây nó sẽ có một cái điểm rất là khó, tức là bây giờ dùng một cái điện thoại tốt, một cái điện thoại mới để chơi thì màn hình lại quá to và sẽ không thể nào mà thỏa mãn đam mê được. Còn nếu như mà sử dụng một cái điện thoại nhỏ thì thường là nó sẽ là cấu hình cũ hoặc cấu hình thấp, thì chơi Free Fire Team 4 thì sẽ bị giật. Và đó là một điều mà nói lên cái sự gọi là rất là một cái tình huống nó khá là trớ trêu đối với cả ITB Một Tay Gamer. Và hình như là ITB Một Tay Gamer này thì con đàn ITB team của anh ta cũng không phải là ITB của lão gió như là MUD Game thì phải. Một chút nữa thì chúng ta sẽ kiểm tra. Và anh chàng này có mình đó là bộ có vẻ như rất thích bộ sứ giả tử thần, và có mình cái bộ sát thủ sinh học. Đây là đầu sát thủ bí ngô, rồi thì đầu cơ động, mũ chiến binh không gian. Bộ này một thời được đồn là bộ gọi là có thể chống hack, nhưng mà đến thời điểm hiện tại thì ROV20 thì như nó lại không chống hack được nữa rồi. Và đây là mặt nạ cực đoan, rồi thì đầu Nam Phương Cứu Hỏa. Và tôi thấy là cái bộ Nam Phương Cứu Hỏa nó rất phổ biến, rất nhiều ông có luôn. Nó sao không hiểu sao tài khoản của tôi thì không có cái bộ đấy. Và bộ sát thủ sinh học, bộ này là một thời là một trong bộ mà tôi rất yêu thích. Cái bộ này nhiều anh em gọi là bộ con nách, và trông nó hơi giống con nách thật. Và cái bộ này khi mà chạy thì nhiều anh em chê nó hơi cồng kềnh. Áo tối cổ, rồi áo khoác giá lửa, rồi áo bầu trời xanh, rồi áo cơ động rắn di, áo danh vàng, áo của đội tuyển Peru. Vâng, vàng S4 đây các bạn thấy là áo mùa 8 nó có lên huyền thoại này. Mùa 8 có lên huyền thoại, sau đó thì mùa 9 có lên huyền thoại luôn. Sau đó những mùa sau thì lại chỉ dừng lại ở rank vàng. Có lẽ không có nhiều thời gian chơi. Tôi cũng không tìm hiểu sâu quá nhiều về cuộc sống cũng như là đời tư của anh chàng Một Tay Gamer. Tại vì ở trong những cái series mà review account thì chúng ta tôn trọng những cuộc sống, những cái câu chuyện riêng tư của mọi người. Chúng ta không cố gắng đào bới lên, tôi chỉ kể cho các bạn những câu chuyện mà được chính Một Tay Gamer chia sẻ lại cho tôi, và nhờ tôi là giúp đỡ các bạn ấy chia sẻ lại câu chuyện của bạn ấy cho tất cả mọi người, để cho những ai mà đang còn gặp khó khăn trong việc chơi Gaina Free Fire, thì các bạn tập vẫn chưa thể nào mà vuốt tâm, chưa thể nào bắn hay được, thì cái câu chuyện của ITB Một Tay Gamer này sẽ là, tôi nghĩ là sẽ là một cái động lực. Và có mình đó khủng long cầu vồng, nhưng mà chỉ là theo ngày thôi.
chúng ta sẽ chuyển qua xem là anh chàng này, thử xem là anh chàng này sử dụng đó là trợ thủ gì. Hiện tại đang sử dụng trợ thủ đó là con gấu, nhưng mà có vẻ con gấu này nó đã đổi kỹ năng rồi chăng? Vâng, con gấu này hình như đã đổi kỹ năng rồi. À, lúc này thì đây là con robo, như vậy anh ta chỉ sử dụng con gấu mà thôi. Và con gấu anh ta tên là Liên Quân Mobi. Tôi nghĩ là anh chàng này cũng có chơi Liên Quân. Vâng, tôi nghĩ anh chàng này cũng sẽ có chơi Liên Quân, nhưng có lẽ là Free Fire là một game hấp dẫn hơn đấy chăng? Vâng, và con gấu thì đang sử dụng kỹ năng tập tạ của con báo anh em ạ. Và một cái đổi kỹ năng để chúng ta vẫn có thể sử dụng con pet yêu thích của mình mà vẫn có thể gọi là sử dụng kỹ năng mình muốn. Ảnh thì đây là hòm xác rồi, cái hòm xác miền viễn tây, đây là cái nền huyền thoại mùa 8, một trong những nền huyền thoại hiếm hoi mà anh chàng này có thể đạt được ở trong game Anna Free Fire. Đây là cánh miền viễn tây, rồi thì chổi phùng thị thủy, và cái vá lược chổi phùng thị thủy. Đang anh ta có cái khẩu M4A1 rừng xanh, nhưng anh ta không dùng mà anh ta lại sử dụng cái khẩu không có skin. Và có lẽ anh ta chính bản thân anh ta cũng không biết được rằng mình có cái bộ đấy chăng. Đây là khẩu AK tình yêu, và hiện tại anh ta cũng đang sử dụng AK tình yêu mà thôi. UMP Buya tăng cho mình độ chính xác vuốt tâm ở đầu thì nó lại dễ hơn, giảm tốc độ thay đạn không phải vấn đề gì với khẩu UMP cả. Ok, và chúng ta thấy là lượng súng cũng không có gì nhiều, và lượng súng không có gì nhiều. À, có cho mình đó là Scar thần tình yêu, cũng không có cho mình đó là Scar đẳng cấp Titan. Đây là Groza giáng sinh, có lẽ Groza giáng sinh này nhận từ một cái sự kiện miễn phí ấy chăng. Đây là MP40 năm mới, và phải nói là có MP40 năm mới thì khả năng vuốt tâm là rất tốt rồi, tăng 2 sát thương. Có cho mình cả MP40 game thủ nữa, và có gì nữa đây? Đây là SKS sao hỏa, rồi K98 đến từ thẻ vũ cực. Đây là farm hát báo. Chúng ta có thể thấy là lượng đồ không nhiều, nhưng vẫn là một trong những người chơi mà rất đáng gờm. À, tôi nghĩ là nhiều bạn ở trên kênh khi mình đối đầu với anh chàng này có thể sẽ bị anh chàng này bắn chết, nên không đùa đâu. Vâng, CG15 có hot mình cái skin ở trong cái thẻ vũ cực mùa hiện tại. Ok bạn, như vậy là chúng ta đã đi qua được tất cả đó là tài khoản của anh chàng một tay gaming này. Vâng, bom keo thì có mình bom keo vinh quang, như vậy là có cây. Anh ta không có bất kỳ một skin xe nào cả, không có bất kỳ một skin xe nào cả. Và có lẽ là anh ta không bao giờ lái xe. Tôi nghĩ là việc mà chơi một tay thì rất là khó lái xe, có lẽ phải chạy bộ thôi. Quân đoàn của anh ta không có bất kỳ một thành viên nào tên là ITB Team, nhưng mà chỉ có một thành viên đó là một tay gaming, và hiện tại chưa có thành viên nào. Thì không biết các bạn nào mà muốn gia nhập cái nhóm của anh chàng này, cái quân đoàn của anh chàng ITB, anh chàng một tay gamer này hay không. Vâng, thì anh em hãy cổ vũ cũng như là hãy động viên và hãy chia sẻ cùng với anh chàng một tay gamer này nhá. Và thực sự thì đây là một trong những cái review rất đặc biệt. Ngoài ra anh em có thể hỗ trợ cho một tay gamer bằng cách là qua like và subscribe kênh của một tay gamer. Các bạn có thể search ngay là một tay gaming Free Fire ở trên YouTube phát là sẽ ra kênh này ngay. Ok, và đó là phần review của mình với tài khoản của một tay gamer. Và nếu như đây là lần đầu tiên các bạn đến với kênh của Ria Gaming, các bạn đừng quên để lại mình một like, một subscribe, cũng như là ủng hộ mình ở trong những cái video review account, cũng như là các loại video bình luận và chia sẻ kiến thức về Kana Free Fire nhá. Và tự tin cộng đồng fan chất của Ria Gaming. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những cái video lần sau.